Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản khảo sát tại tỉnh Hưng Yên. Những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Ông Bùi Bình Bắc, xã Quang Hưng, huyện Phú Cừ, ứng dụng kỹ thuật cho nhãn ra hoa đậu quả sớm đang cho thu hoạch quả. Đông dân xã Xuân Quan huyện Văn Giang ứng dụng công nghệ cao vào trồng hoa thu lại cao. Tổng công ty Mai Hương Yên phát triển doanh nghiệp gắn liền với nâng cao thương hiệu. Hơn 100 hộ dân thôn An Khải xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi hiến đất làm đường. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ban chỉ đạo Trung ương xây dựng đề án mô hình tự quản do Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm trưởng đoàn đã về khảo sát tại Hương Yên dự và tiếp đoàn có đồng chí đỗ tiến sĩ ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng chí phạm thị tuyến ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng chí đỗ xuân sảng phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Hiện nay, tỉnh ta có gần 13.000 tổ tự quản, trong đó trên 1.000 tổ tự quản giúp nhau phát triển kinh tế, trên 1.600 tổ tự quản an ninh trật tự, 3.500 tổ tự quản trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và nhiều tổ tự quản ở các lĩnh vực khác. Trên cơ sở khảo sát về việc xây dựng đề án mô hình tự quản, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ kiến nghị với đoàn khảo sát về việc xây dựng và phát triển mô hình đội tự quản cần có một tổ chức hướng dẫn lãnh đạo mô hình, tổ được hình thành với tinh thần tự giác tự chịu trách nhiệm và phải thể hiện được sức dân đóng góp quy mô nên tổ chức ở mức vừa và nhỏ để đem lại hiệu quả thiết thực mỗi tổ cần phải có ít nhất một phần việc cụ thể các hoạt động phải có quy chế quy định trên nền tảng quy ước hương ước của làng tổ cần đăng ký hoạt động và cam kết hoạt động để tránh lạc hướng có tổ chức giám sát theo dõi động viên ngoài ra đồng chí bí thư tỉnh ủy cũng kiến nghị trung ương cần sớm có một tổ chức hướng dẫn về cách thức quy trình nhân sự và loại hình tổ chức phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn song phi trưởng đoàn khảo sát của trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao đối với việc xây dựng và duy trì tốt các tổ tự quản ở khu dân cư các mô hình tự quản tổ tự quản đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần tích cực vào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cùng cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương những kết quả đó là cơ sở để đoàn khảo sát tổng hợp nghiên cứu và xây dựng đề án mô hình tự quản ở các địa phương. Trước đó đoàn đã tiến hành khảo sát thực hiện các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến vào các tờ trình ban hành một số chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành liên quan và chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 200 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn với nguồn vốn đăng ký gần 15.000 tỷ đồng, trong đó 118 dự án đã hoạt động, 15 dự án đang xây dựng và 64 dự án đang triển khai. Theo nội dung các tờ trình để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua trong kỳ họp sắp tới, tỉnh sẽ có cơ chế khuyến khích hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất chế biến, bảo quản các sản phẩm nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu. Sau khi các ngành chức năng trình bày các tờ trình, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và một số ngành tham gia góp ý vào các nội dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kết luận chỉ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chế biến các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực, các cây con đặc sản của Hưng Yên như lúa nếp thơm, vải lai, vải trứng, cam. Tuy nhiên, chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất theo quy trình Việt Gáp, theo công nghệ cao, sản xuất hữu cơ, sạch và có tính liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ cho các vùng nguyên liệu. Phương thức đầu tư hỗ trợ chủ yếu là làm đường giao thông, đường điện và hệ thống thoát nước. Thưa quý vị và các bạn, Ngày mai 25 tháng 6 tại tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tỉnh Hưng Yên là một trong 7 tỉnh thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, diện mạo kinh tế xã hội của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Những năm đầu tái lập tỉnh năm 1997, Hưng Yên là tỉnh có cơ sở hạ tầng nghèo nàn và lạc hậu thu ngân sách đạt thấp, chủ yếu từ nông nghiệp, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Từ trong khó khăn đó, với sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh sau 22 năm tái lập tỉnh, Hương Yên đã phát triển vượt bậc tự cân đối ngân sách và có điều tiết một phần về ngân sách trung ương. Năm 2018, kinh tế xã hội của tỉnh Hương Yên có nhiều thành tựu nổi bật tổng sản phẩm GDP tăng trưởng vượt bậc đạt 9,64%, cao nhất trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 18 Đảng Bộ Tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công nghiệp xây dựng đạt 51,56%, thương mại dịch vụ 37,86%, nông nghiệp thủy sản 10,58%, thu hút thêm 157 dự án, có thêm 59 dự án đi vào hoạt động, thành lập mới 1.370 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 12.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách đạt 13.168 tỷ đồng, tăng 15,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 53 triệu đồng trên năm, xây dựng nông thôn mới được đề mạnh. Đến nay tỉnh Hưng Yên có 117 trên 145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ trên 80%. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,65%, thu ngân sách ước đạt trên 6.700 tỷ đồng, đạt trên 52% kế hoạch năm. Có 128 trên 145 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 88,2%. Bình quân toàn tỉnh đạt 18,8 tiêu chí, tạo việc làm cho gần 12.000 lao động, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 90%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 73%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Khu vực nông nghiệp và thủy sản có xu hướng giảm xuống, công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ có xu hướng tăng lên. Trong sản xuất nông nghiệp đã tích cực chuyển đổi diện tích hiệu quả thấp sang trồng cây hàng năm và kết hợp với chăn nuôi thủy sản, sản xuất lúa tập trung và các giống lúa chất lượng cao chiếm gần 70% diện tích. Đã hình thành nhiều cánh đồng mẫu sản xuất theo quy trình Việt Gáp và thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp liên kết sản xuất và có giá trị thu nhập cao, góp phần nâng cao thu nhập 1 hecta canh tác đạt 192 triệu đồng, trong đó có 2.700 hecta đạt 500 triệu đồng trên năm. Trong công tác thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp, từ đầu năm đến nay đã thu hút 60 dự án với tổng số vốn trên 300 triệu đô la Mỹ, đưa tổng số dự án đầu tư toàn tỉnh lên gần 1.900 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký tương đương 10 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm mới cho 2,7 nghìn lao động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10 khu công nghiệp 33 cụm công nghiệp được đưa vào quy hoạch đến năm 2020. Hiện có 5 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, gồm khu công nghiệp Phú Nối A, khu công nghiệp Dệt May Phú Nối, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Yên Mỹ 2, với hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư. Tỉnh Hương Yên đang trình chính phủ bổ sung quy hoạch khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt với tổng diện tích trên 2.000 ha, gồm 7 khu công nghiệp và một khu cảng thông quan nội địa, logistics đây là một tổ hợp khu công nghiệp đô thị đồng bộ với hạ tầng xã hội và các dịch vụ. Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển mạnh, đã thông xe cầu Hương Hà và đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cao tốc cầu Giãn Ninh Bình và đang đẩy nhanh thi công dự án giao thông đê tả sông Luộc, cầu La Tiến nối Hương Yên với Thái Bình. Tỉnh đang tập trung phát triển dịch vụ thương mại gắn với tiềm năng du lịch ở khu di tích quốc gia đặc biệt Phú Hiến khu du lịch Đa Hòa Dạ Trạch gắn với du lịch tâm linh, du lịch làng nghề và những sản vật nổi tiếng của Hương Yên. Trong thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động để tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp để mạnh sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư. Vì vậy, tỉnh Hương Yên đứng thứ ba về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước về chỉ số ICT Index năm 2018. Là một trong 7 tỉnh nằm ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, tỉnh Hương Yên sẽ cùng với các tỉnh thành phố quyết tâm xây dựng vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trở thành một trong các vùng kinh tế dẫn đầu cả nước. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhờ biết cách xử lý kỹ thuật cho nhãn ra hoa đậu quả sớm, hiện vườn nhãn của ông Bùi Bình Bắc ở thôn Thọ Lão, xã Quang Hưng, huyện Vũ Cừ đã cho thu hoạch và bán được với giá cao. Ông Bùi Bình Bắc thực hiện xử lý kỹ thuật cho nhãn ra hoa đậu quả theo yêu muốn từ vụ nhãn năm 2018. Với 30 cây nhãn hương chi đã trồng được 10 năm nay trên diện tích 3 sào vườn, ông Bắc giải vụ thành 3 trà gồm trà sớm, trà trung và trà muộn Ông Bắc chia sẻ, để nhãn ra hoa, theo ý mình cần nắm chắc được quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Sau 2 năm thực hiện, 30 cây nhãn của ông Bắc đều ra hoa, đậu quả, đúng như ông mong muốn. Từ trước giờ thì được mùa thì mất giá. Từ cái suy nghĩ đó là chúng tôi phải làm thay đổi cái thời vụ đi. Để nó, nó được mùa mà lại được giá cơ. Chính vì vậy là mình phải thay vụ giá sớ, thời vụ chính mà nó khắc nghiệt về thời tiết, không thụ phấn được, không tạo quả được thì khả năng là tăng hái, rồi cho làm tăng 3, 6, tăng 2 20 ngày. Chẳng có lý do gì ba tăng mà thời tiết lại đều xấu cả. Kiểu gì cũng sẽ được. Ví dụ như nhà tôi 30 cây, cần ít 10 cây như bây giờ là tôi cũng đủ được vài chục triệu rồi. Hiện nay 10 cây nhãn sớm của ông Bắc đã cho thu hoạch, quả nhãn cùi dày, giòn, dễ bóc, sắc nước hạt nhỏ, vỏ mỏng, mã quả đẹp. Hiện thương lái đã đến tận vườn đặt mua với giá 45.000 đồng một kg. Ước tính 10 cây nhãn sớm của ông Bắc sẽ cho thu khoảng 1,5 tấn quả, tương đương với 60 triệu đồng. Đã xác định trồng nhãn là lên đi vào thăm canh. Mà đã là xác định trồng nhãn mà có năng suất cao thì phải bấm tỉa, thừa thoáng rồi. Vừa khỏe cây vừa quả tốt, bán được giá. Đến giờ phút này là chúng tôi đang thu hoạch thì trước khi một tháng là tôi phun mà cách đi đến nay được một tháng rồi. Tôi xem quy định là thường là cỡ khoảng độ 7 đến 10 10 ngày thì cách đi đây tôi cách đi 30 ngày rồi cơ mà. Không, không không, ngại gì cả. Cùng với việc thu hoạch và chăm sóc nhãn trà sớm, ông Bắc đang tiến hành chăm sóc nhãn trà muộn sẽ cho thu hoạch vào mùa đông năm nay. Thời gian qua, nhờ việc để mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, Hưng Yên còn có tiềm mạnh về sản xuất nông nghiệp từ sản xuất rau sạch, cây ăn quả, cho đến hoa, cây cảnh. Đây là thế mạnh để Hương Yên hợp tác với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, trong đó có các hợp tác xã sản xuất rau an toàn. Được thành lập vào năm 1997 và phát triển mạnh từ năm 2014, đến nay Hợp tác xã Dịch vụ Đông nghiệp Tổng hợp xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã xuất ra thị trường trên 20 tấn rau sạch mỗi tháng vào các siêu thị của các tỉnh phía Bắc. Tổng diện tích trồng rau sạch của hợp tác xã là trên 15 ha với gần 200 hộ tham gia. Giống rau chủ lực ở đây gồm cải ngồng, cải ngọt, cải chip, vụ đông thì có bắp cải su hào, cà chua. Nhờ quy trình khép kín nhất là giám sát nghiêm ngặt quy trình bón phân, hợp tác xã đã có 20 loại rau được chứng nhận Việt Gáp, đủ điều kiện sản xuất kinh doanh sơ chế và đóng gói các sản phẩm rau củ quả sạch. Thị trường tiêu thụ chính là cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco, các cửa hàng rau sạch và bếp ăn cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hợp tác xã sử dụng tem chống hàng giả giúp người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc bằng phần mềm CheckVN. Nhằm nâng cao năng suất cũng như giảm thiểu ảnh hưởng của môi trường đến chất lượng của các giống hoa, nhiều hộ dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã tăng cường áp dụng công nghệ vào trồng hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Toàn xã có trên 600 hộ trồng hoa cây cảnh các loại với tổng diện tích 130 ha. Hiện nay, 100% các hộ trồng hoa ở Xuân Quan đều áp dụng công nghệ vào sản xuất. Trồng hoa bằng công nghệ cao là hoa được trồng trong nhà lưới, nhà kính nhằm giảm tác động của thiên nhiên đến sự phát triển của hoa như sương, mưa rét. Một số hộ áp dụng công nghệ cao toàn phần đó là sử dụng hệ thống khép kín tự động điều hòa nhiệt độ, chế độ tưới tiêu hợp lý cho hoa. Ngoài ra, khác với cách trồng hoa truyền thống, người dân ở đây sử dụng trồng hoa trên các giá thể hữu cơ, trong đó đất chỉ chiếm 30%, còn lại là chấu hun, xỉ than, sơ dừa nhằm thay thế đất trồng, kiểm soát được các yếu tố gây bệnh và lây truyền cho hoa, tạo thuận lợi cho người mua khi vận chuyển chăm sóc. Nhờ ham học hỏi và sáng tạo trong sản xuất, nhiều hộ dân ở đây cho năng suất cao, trừ chi phí cho thu lãi hàng tỷ đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống là lá cờ đầu của ngành may mặc trong tỉnh. Những năm qua, Tổng Công ty May Hương Yên không chỉ nỗ lực xây dựng thương hiệu uy tín của doanh nghiệp, mà còn đầu tư hợp tác sản xuất ra các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ để tận dụng nguồn lao động trẻ dồi dào. Tổng công ty May Hưng Yên được thành lập vào ngày sinh nhật Bác ngày 19 tháng 5 năm 1966 trên cơ sở tiền thân là xí nghiệp May Hưng Yên. Hiện nay quy mô sản xuất của công ty hơn 2.000 lao động, bình quân mỗi tháng xuất khẩu hơn 700.000 sản phẩm may mặc thời trang sang thị trường Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Năm 2018, doanh thu của tổng công ty đạt 580 tỷ đồng, ước 6 tháng đầu năm 2019 đạt 280 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước trên 20 tỷ đồng mỗi năm, lương bình quân của người lao động đạt trên 9 triệu đồng một tháng. Bốn năm liền từ năm 2014 đến năm 2017, được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn là doanh nghiệp vì người lao động. Để xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, ở tổng công ty May Hưng Yên, mỗi lao động cho đến cán bộ lãnh đạo quản lý đều không ngừng nỗ lực nâng cao trách nhiệm bản thân trong từng công đoạn sản xuất để tạo ra những sản phẩm thời trang tốt về chất lượng, giữ uy tín với đối tác về thời gian giao hàng. Là một công nhân của tổng công ty May Hưng Yên, thì tôi luôn luôn ý thức và nâng cao cái trách nhiệm bộ phận của mình được sao thì sẽ dẫn đến là năng suất ngày một cố gắng cao hơn và chất lượng sẽ đảm bảo hơn thì sẽ được uy tín của khách hàng sẽ đến với công ty mai hưng yên nếu mà đạt được chất lượng thì các bạn hàng sẽ đến nhiều với công ty mai hưng yên chúng tôi những năm qua, các cán bộ nhân viên trưởng thành từ Tổng Công ty May Hưng Yên là hạt nhân nòng cốt để xây dựng thành lập ra 12 công ty may ở các địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo việc làm cho gần 15.000 lao động. Trong đó có 3 nhà máy may đặt tại 3 tỉnh là Thái Bình, Ninh Bình và Bắc Giang để nâng cao thương hiệu doanh nghiệp, giữ vững truyền thống sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh về công nghệ, cạnh tranh về nguồn lao động, cạnh tranh thương mại mang tính toàn cầu, doanh nghiệp đã có sự chủ động riêng cho mình để hội nhập và phát triển. Chúng tôi vẫn xác định rằng phải đưa ra những cái định hướng và để làm sao tiếp tục giữ vững và phát triển tổng công ty Minh Yên. Đồng thời thì chúng tôi đã có những cái uy tín nhất định đối với khách hàng và cũng lòng tin của khách hàng vào tổng tiêm anh yên về thời gian giao hàng về chất lượng sản phẩm à, và chúng tôi xác định rằng là để cho tổng tiêm anh yên phát triển bền vững thì chắc chắn là chúng tôi phải lâng tầm lên là nghĩa là đi làm phốp và Oem trong thời gian tới với thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp, hiện Tổng Công ty May Hưng Yên là một trong số ít những doanh nghiệp may trong tỉnh ký kết được nhiều đơn hàng may mặc thời trang của các thương hiệu lớn trên thế giới, là doanh nghiệp thuộc tốt đầu về mọi mặt của Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Với những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh của mình, cũng như sự tin tưởng của các đối tác, đây sẽ là tiền đề để Tổng Công ty May Hưng Yên tiến tới sản xuất những nhãn hàng, những thương hiệu riêng cho mình. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiểu được giá trị của giao thông thuận lợi, người dân thôn An Khải, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi đã tự nguyện hiến đất làm đường, góp phần cùng xã xây dựng nông thôn mới. Nhờ công tác dân vận và tuyên truyền hiệu quả đến nay, con đường liên xã chạy qua thôn An Khải xã Bắc Sơn đã hoàn thành khang trang sạch đẹp. Để có được con đường dài 970 m, rộng 7 m, 101 hộ dân thôn An Khải xã Bắc Sơn đã tình nguyện hiến gần 2000 m vuông đất để mở rộng tuyến đường. Không chỉ hiến đất, nhiều công trình cổng tường bao cây ăn quả của người dân cũng được tình nguyện dỡ bỏ. Trong đó có hàng chục hộ dân đã hiến từ 30 đến 60 m vuông đất mặt đường. Từ sự đồng thuận chung sức của người dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, con đường mới mở ra không chỉ giúp cho việc đi lại, giao lưu trao đổi hàng hóa dễ dàng mà thể hiện sự quan tâm chia sẻ, tinh thần trách nhiệm của người dân với chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, huyện Phan Lâm đã chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng bộ phận một cửa hiện đại hiệu quả, góp phần cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Huyện Văn Lâm đã hỗ trợ hai địa phương thực hiện thí điểm bộ phận một cửa là thị trấn Như Quỳnh và xã Đại Đồng 150 triệu đồng, các xã còn lại là 80 triệu đồng để hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa. Đến nay, 100% cán bộ công chức được tập huấn kiến thức sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý văn bản, trang bị máy tính, hệ thống mạng LAN, internet cáp quang đảm bảo việc liên thông với bộ phận một cửa các cấp. Thời gian thực hiện phần lớn thủ tục hành chính giảm 30% so với quy định. Nửa đầu năm 2019, tỷ lệ hồ sơ giấy tờ đã giải quyết sớm hơn hoặc đúng thời gian quy định là 99,2%, trong đó có một số địa phương không có hồ sơ xử lý trễ hạn là thị trấn Như Quỳnh, xã Tân Quang, Minh Hải, chỉ đạo Việt Hưng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay hơn 12.400 thí sinh của tỉnh Hưng Yên đã tập trung tại các điểm thi làm thủ tục dự thi nghe quy chế thi phổ biến lịch thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 toàn tỉnh có 12.408 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 4.043 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông. 8.084 thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông vừa xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Ngoài ra, kỳ thi năm nay còn có hơn 280 thí sinh tự do đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh đại học cao đẳng. Tại 28 điểm thi trên toàn tỉnh đã làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế, lịch thi và đính chính thông tin nếu xảy ra sai sót. Buổi làm thủ tục dự thi diễn ra an toàn, trật tự, đúng quy chế. Ngày 25 tháng 6, các thí sinh sẽ bước vào hai môn thi đầu tiên, buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.